Chương trình nói chuyện với anh Trường Minh Thắng, giám đốc của AT&T Travel and Tours với chủ đề là Thế giới trong tầm tay. Gia đình của anh Thái phụ trách. Trân trọng kính chào khán giả của Người Việt TV. Chào tái ngộ anh Trường Minh Thắng. Xin kính chào quý vị khán thính giả. Trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay, cho tôi hỏi khó một câu. Cái này gọi là đối vui để học. Anh đi khắp nơi như chim vậy. Thế thì anh có biết một cái dân tộc ở trên thế giới mà họ cứ đi lang thang, không bao giờ họ ở một chỗ nào nhất định không? Tôi đoán câu hỏi nó nằm về bên phía miền Trung Âu, có nghĩa là Bohemia. Đúng, anh có biết một cái bài ca dân ca nổi tiếng của Bohemia không? Thì tôi có nghe cái đoán tháng gì mà đẹp như cái Bohemian. Giang hồ không bờ không bên, đẹp như cái Bohemian. Đó là cái bài ca nói về một cái dân tộc mà đi khắp nơi, trong đó chắc ông Thắng này thì quý khán giả kiếp trước cũng là dân Bohemian. Anh vừa mới đi Nice về, theo chỗ tôi được biết. Vâng. Nice thì đọc qua sách báo nó là một cái thành phố đẹp nổi tiếng của nước Pháp. Đúng. Nhưng mà dạo gần đây nó vừa mới nổi tiếng hơn vì cái vụ xảy ra một chuyện khủng bố mà tới 84 người chết. Nhưng mà mình sẽ nói về chuyện khủng bố riêng. Bây giờ tôi hỏi thăm anh rằng Nice trong mắt anh như thế nào? Nice là một thành phố đẹp về biển, về thành phố và chung quanh của nó. Chẳng hạn như chúng ta đến Nice, dĩ nhiên chúng ta ngoài cái chuyện chúng ta đi thăm biển, biển đó là biển Địa Trung Hải. Thành thử đây là một cái biển tương đối là êm, lắng, không có sóng bạc đầu nhiều. Và chúng ta có thể tắm một cách thoải mái ở Nice. Thế tuy nhiên thì bãi biển Nice có một cái khuyết điểm là nó không có những cái bãi cát trắng. Nó chỉ là những cái những đá sỏi. Mà tôi nghĩ những đá sỏi đã được thành phố lấy về để bỏ xuống cái vùng bãi biển đó. Mục đích để cho nó không có ăn mòn vào trong biển nữa. Tại vì từ cái bãi biển, bờ biển mà đi vào cái thành phố thì rất là gần rồi. Thành thử cái mục đích chính là cái dùng để cái sỏi để một chặn lại cái sóng. Nhưng mà chúng ta biết là khi mà có đá sỏi như vậy thì anh cũng bị giới hạn về cái chuyện đi tắm, đúng không? Đi bơi chẳng hạn thì nó không có thích thú bằng cái chuyện chúng ta đi tắm biển mà nằm trên cát để phơi nắng chẳng hạn. Thì đó là một cái khuyết điểm của Nice. Tuy nhiên thì Nice là một thành phố biển đẹp nổi tiếng của nước Pháp. Có lẽ Nice chỉ là đứng thứ hai sau cái thành phố Paris thôi. Tại vì một năm Paris không có biển không? Paris không có biển. Yeah. Du khách mà đến thăm Paris lúc nào cũng nhiều nhất thế giới. Và cái thành phố lớn thứ hai của đất nước Pháp đó, để mà du khách đến là đó là Nice. Anh có thể nói sơ qua về cái mặt địa lý. Thí dụ bây giờ lấy Paris làm tâm điểm đi. Thì Nice nó nằm phía đông nam. Phía đông nam. Cách Paris bao nhiêu xa? Nếu Paris thì nếu chúng ta cách bao nhiêu xa thì tôi có thể dùng cái thời gian tính để nói. Thí dụ chúng ta nếu bay máy bay thì có lẽ chúng ta đi chỗ chừng 1 tiếng rưỡi. Nhưng mà nếu chúng ta dùng xe điện đó, chạy nhanh đó, tốc hành đó, thì chúng ta mất phải 6 tiếng mới đến Nice, từ Paris đến Nice. Nếu mà bay máy bay khoảng 1 tiếng rưỡi, tức là xa hơn từ quận Cam miền Nam California lên tới San Francisco, bởi vì chuyến bay Nam Bắc California nó khoảng 1 tiếng 15 phút thôi. Vâng. Thưa với anh có thể nói thêm về ngoài cái chuyện tắm biển, nếu mà chỉ có đi Nice tắm biển không thôi thì tôi tắm biển Huntington Beach này cũng đúng được vậy. Rồi. Nhưng mà Nice nó có một cái văn hóa riêng của nó. Nó có những cảnh đẹp riêng của nó, nhưng mà cái cảnh đẹp đó không phải nằm ngay cái bãi biển Nice nữa, mà nếu chúng ta có dịp đi từ Nice đi đến thành phố một cái công quốc gọi là Monaco. Công quốc tức là một cái đất nước. Monaco là một cái đất nước nhỏ, chỉ có hơn 1 cây số vuông thôi. Đó. Thì mà nó nằm quá. Thì đúng rồi, nó chỉ lớn hơn mỗi Vatican thôi. Thành thử chúng ta cũng đừng ngạc nhiên về cái sự nhỏ bé của nó. Thế tuy nhiên thì cái đất nước sở dĩ gọi là công quốc, tại vì cái Monaco nó có vua. Thế tuy nhiên viên toàn quyền thì lại là người Pháp. Bây giờ vẫn còn vua? Vẫn còn vua. Ông René thì ngày xưa ông lấy bà nổi tiếng về màn ảnh Grace. Grace tên là tài tử của Hollywood. Tài tử của Hollywood. Thì bà ấy mất, thì bây giờ ông con ông lên, thì vẫn là vua. Và đặc biệt đó là viên toàn quyền thì lại là người Pháp. Và dĩ nhiên cái nước Pháp là nước bảo hộ cho Monaco về mặt quân sự. Thành thử đến Monaco thì họ chỉ có chí thú làm ăn thôi. Mà đặc biệt mà ở Monaco thì anh nghe nổi tiếng là nói đến sòng bài, casino, Monte Carlo. Monte Carlo là một cái khu phố chính của Monaco, và đó thì cái sòng bài nó nằm ngay đó. Và anh có dịp đến Monaco thì anh sẽ có dịp nhìn những cái hạng xe rất là sang trọng của những người giàu có vào trong cái casino đó để mà đánh bài với nhau. Anh nói là xe sang trọng, tức là không có loại xe truck, nhưng tôi vẫn lái thì mà chở báo cho báo Người Việt rồi. Nhưng mà tôi hỏi thăm anh thế này, nếu bây giờ du khách đi theo AT&T Travel and Tours
để mà tới muốn tới Nice đấy, thì phải tới Paris trước rồi bay vào Nice phải không? Tùy theo cái lịch trình bay của anh, tùy theo cái nhu cầu đi du lịch của anh có thể vào Paris cũng được. Và Nice bây giờ nó vẫn có một đường bay quốc tế bay thẳng vào Nice luôn, không cần phải qua tới phải đổi ở ngay Paris. Thế vậy từ Nice đi Monaco bao xa? Từ Nice đi Monaco thì rất là gần, khoảng 30 cây số thôi anh. Chứ không, thành ra mình chỉ cần đi xe coach hoặc là xe bus được rồi, chứ không cần phải đi máy bay gì hết. Nước Pháp cũng còn một địa điểm nữa rất là nổi tiếng là Cannes. Thì Cannes không cách xa Nice bao nhiêu cả. Từ Nice đi tới Cannes tôi đoán là khoảng chừng 20 cây số. Thành ra chúng ta biết là hai bãi biển nó rất là gần nhau. Thế tuy nhiên thì chúng ta nghe nói Cannes thì chúng ta hình dung ra một cái Hollywood đại hội điện ảnh. Đại hội điện ảnh. Nhưng thực sự Cannes không vui và không có sống động như ở Nice. Tại vì Nice ngoài cái bãi biển mà ngoài cái đại lộ ngăn cách bãi biển và cái phố trong người ta gọi là phố cổ, thì trong cái khu vực phố cổ nó rất là sầm uất về tiệm ăn, về những nhà hàng, về những gọi là gift shop và hotel, và đặc biệt là cái hotel Negresco đó, mà nếu chúng ta quý vị có dịp đến thành phố Nice rồi đó, đó là cái hotel cổ kính và nổi tiếng và đẹp nhất nằm trên cái đại lộ chính của cái thành phố Nice. Và chính ở đó tôi có dịp tôi tìm hiểu và nói là cựu hoàng Bảo Đại có dịp đến Nice thì chính ngài cũng đã ở đó. Nhưng mà một cái thành phố mà chỉ có biển, mà để cát thì không có, mà lại đá đen, rồi lại chỉ có shopping, khách sạn, ăn nhậu thôi thì... Anh đến thử để nhìn bãi biển Nice vào mùa hè, thì anh có biết, anh sẽ hiểu lý do tại sao du khách rất là đông. Tại vì bãi biển ở Nice, quý vị phụ nữ có quyền tắm ở trần trên các bãi biển đó. Nhưng mà họ lên bờ thì họ sẽ mặc quần áo lại. Nhưng mà không có cấm ai đi qua lại cả. Không ai cấm ai. Thế anh, một cái chuyến sắp tới đi Nice này thì anh sẽ hiểu cho tôi biết. Thế anh có thể nói cho thêm nghe thêm về Nice được. Thành thử cái đó nó cũng là một cái đặc biệt của Nice, là người phụ nữ họ tắm họ rất là thoải mái, tùy theo cái ý thích của họ. Họ thích ở trần thì họ ở trần, họ thích tắm biển với áo ngực thì họ tự nhiên. Nhưng mà rất là tự nhiên, phải đến đó chúng ta mới nhìn thấy cái tự nhiên của người Pháp. Họ không có một cái gì gọi là xấu hổ, không có gì một cái mắc cờ, vì có thể đó là một cái tập tục của nước Pháp. Thành ra khi đến đó thì ngoài cái sự sầm uất của cái không khí biển, về cái gọi là cái khu vực mà của phố cổ tấp nập du khách ăn uống, gọi là vui chơi, và đồng thời có những nhà hàng, cửa hàng rất là nổi tiếng, chẳng hạn LV hoặc là Chanel hoặc là tất cả những cái hàng hiệu nằm trên con phố chính cả. Và con phố đó, vì trong cái ngày mà cái ngày 14 tháng 7 vừa qua đó, tôi có mặt ở đó. Vâng. Và dĩ nhiên thì cái ngày hôm đó thì nó xảy ra một cái biến cố. Vâng. Chúng ta sẽ trở lại cái chương trình sau ít phút thông tin thương mại.